Xin chào các bạn yêu đàn nhị. Ngày hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một dòng sản phẩm là rất là độc đáo, rất là hay dành cho các bạn. Đó là gọi là rắc không dây. Thay vì chúng ta luôn luôn phải vật lộn với những cái sợi dây như thế này, khi mà chúng ta gióng nó không đủ độ dài thì là nó rất là bất cập. Mà dây dợ lằng ngoằng như này thì sự phát minh vĩ đại của con người nó đã tạo ra một cái bộ dây rất là tiện lợi. Đó là đây, sản phẩm đây, đó là dây Bluetooth tín hiệu. Cái này thì là cái này là người ta dùng trong cho đàn guitar là chính, nhưng mà mình lấy nó dùng cho đàn nhị cũng được. Đây, và bên cạnh đó thì chúng ta có một cái mic như này. Tôi đi làm thì tôi dùng mic này, và tôi mình sẽ giới thiệu qua về cái mic này. Đó là cái này, một cái nó có cái ký hiệu cái loa ở đây này, thì các bạn sẽ cắm cái này vào cái chiếc loa. Đây, tôi đã cắm sẵn cái loa đây rồi. Còn cái tín hiệu mà đàn guitar ở đây thì chúng ta sẽ cắm vào mic đàn nhị. Đây, tôi ví dụ luôn này. Cắm vào mic đàn nhị, và đây có công tắc này. Đã bật lên. Khi bật lên nó hiện nút xanh này là được này. Còn một đầu thì một đầu này chúng ta sẽ cắm vào âm ly. Cắm vào âm ly. Đấy. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ để vào đàn nhị. Bật volume lên. Ok. Rất là tiện lợi. Mà cái khoảng khoảng cách của nó thì được rất là xa. Khoảng cách được rất là xa. Tín hiệu bắt như là có dây luôn, to nhỏ vẫn thoải mái. Nó không không bị trễ. Nếu mà mic đều nó sẽ bị trễ, nhưng mà mic này là mic của mình rất là xịn nên là không bị trễ. À, còn đây là khi chúng ta mua, chúng ta sẽ được tặng cái dây sạc của nó thôi, và cái hộp như này rất đơn đơn giản, cái đấy là không quan trọng. Nhưng là cái này rất là dễ sử dụng, rất ok. Bây giờ tôi sẽ thử cắm vào guitar cho các bạn xem nhé. Guitar thì nó là đúng chuẩn form của nó rồi. Tôi đã để sẵn guitar đây. Nói chung là khoảng cách tôi đã thử thì nó sẽ được khoảng độ 20-30 mét. Nói chung là từ từ nhà ra ra đầu ngõ ra ra cổng là thoải mái. Đấy, nói chung là rất hay. Nói chung là đây là một cái sản phẩm mà anh em chơi nhạc không thể thiếu. Bây giờ mình sẽ thử đem đem đi ra xa xa một chút nha. Ra khoảng cách xa một chút. Để cho anh em thấy là nó sẽ xa như thế nào. Đây, tôi cho nó tận ở đây này.
rất là xa đấy. Đây nha, vẫn là như cũ đây. Vẫn như cũ đây nha. Đây, tôi vặn nhỏ đi. Đây, vặn nhỏ đi, âm thanh. Vặn to này. Ok, thực tế trải nghiệm sản phẩm thì tôi thật sự thấy rằng là đây là một sản phẩm mà anh em chơi nhạc không thể thiếu. Đối với tôi là tôi thấy điều đấy, còn tùy mỗi người thôi, tùy mỗi người một nhu cầu. Dây dợ thì nó đối với mình thì thấy là rất là vướng víu và lằng ngoằng. Mình bắt đầu từ khi có cái này thì mình chơi toàn bộ bằng cái này. Thôi, chúc các bạn có sự lựa chọn thông minh dành cho gu âm nhạc của mình. Xin chào các bạn. Có gì hay mình sẽ chia sẻ cho các bạn.